Xin lỗi anh em. Em cứ nhìn. Xin
Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã quay trở lại với bài Nụ Cười Sao. Trò chơi này thì ai cũng biết những câu hỏi và những án buộc luôn rình rập trên đầu chúng ta. Tay một ly là đi một ký. Hôm ly xây anh giận đang khóc thật. Hôm ly xây thất thần không phải vì quá mệt, không phải vì trò chơi nặng mà nó thất thần với đối đội là bị giả. Đúng vậy. Lúc đầu tiên em hỏi là chương trình bảy nụ có gì dơ mà không. Không, ở đây chỉ có một mình Lâm thích giả thôi. Em tin anh, bây giờ thì em nói tin anh là đúng chưa? Hồi nãy vô xuống đó chơi thì cánh gà hỏi được. Gà hỏi gì? Ờ ha. Không có, nãy bé Hà Thu có hỏi em là ở trong nhóm của chị ai ai thông minh nhất. Thì em mới nói là em thấy cái chán anh Lục là thấy thông minh rồi. Ủa nói vậy mà lát chơi thua Hà Thu. Chơi gì chơi mà hai người gọi gây áp lực cho tôi. Rồi, cặp đầu tiên Lâm Tư Dạ Only C. Quả sushi 3, 2, 1 khoan là gì? Anh đang cái bao nha. Dạ anh đang cái bao. Cởi ra, cởi anh chứ, tôi đâu phải Hà Thu. 1, 2 anh đang cái bao thiệt đó, anh đang cái bao thiệt đó. Loại trái cây có trên một hạt. Trên một hạt là nhiều hạt á. 4. Bánh câu. Thanh long. 5. Lê. Sầu riêng. Dưa hấu. Mít. 5. 4. Mít tôm. Mít tôm. Nói mít tôm rưỡi là mít trò ám mít rồi còn mít tôm rưỡi. Trời, 5. 1 mít thôi. 3. 2. Bông bông. Bông không, Lan Ngọc nhắc bông bông. 6. Lan Ngọc nhắc. Khoan khoan. Nhưng mà là MC người ta có quyền chứ sao chị lại chị đập đập như vậy. Bây giờ hỏi những anh quay phim nè, có nhắc không? Máy này đang theo dõi cần Ngọc đúng không? Thứ vô dụng như thế này tại sao lại để đây nhỉ? Là gì? Em để kéo. 1, 2, 3 có chân mà không có lông. Con vật khác có chân không có lông. 5, 4 con gà cúng. Không anh, nếu vậy em có thể nói là con heo quay, con vịt quay, con gà có không được. Đúng rồi. 5, 4, 3, 2, 1 Khoan. Em phải trả lời được thì em phải thắng được. 5. Con cá sấu anh. Đúng rồi. Thắng rồi chứ đâu, đúng không anh? Rồi, đội mình hiện tại thắng một lượt đầu tiên thuộc về Lâm Bi Dạ. Để cặp đôi sóng gió bảo bảo thần gì đó. Để tôi. Thôi để em lên trước. Em ngồi cho não em tịnh lại đi. Thí luật và Hà Thu. Lắm á. Thôi anh không. Quả thứ gì? Cần thua. Anh là nên trả lời sau là đúng. Ra gì? Ra cái búa. 1, 2, 3 Giỏi lắm anh Lực. 2, 3 Giỏi lắm anh Lực. Mời nói trước. Mời nói trước. Có dùng mời nói trước. Kể tên các con vật bắt đầu bằng chữ T. Con thỏ. 5, 4, chào ơi. 3,
đây hả? Lượt hồi nãy là Hà Thu thắng, lượt này Tiến Lục thắng, là Huê. Bây giờ câu cuối cùng quả tôi xì. Một, hai, ba. Từ từ. Hai, ba. Từ từ, tôi xỉm với bạn hay là xỉm với Hà Thu? Bạn đếm mà sao tiền bạn ra cái bao, thì để cho tôi lo. Tôi lo xỉm với bạn, tôi thua bên tôi thắng bên kia đó. Rồi, một, hai, ba. Hai, ba. Trời ơi, đã khờ rồi.
xin để làm cái gì? Anh Lục hay không có đâu, anh Lục là luôn nâng niu và chiều chuộng khi cần không. Thôi chị bẻ nắm đồ này nọ thôi. Biết không, bẻ đó là đầu tiên mà. Vậy hả? Đúng vậy. Đầu tiên không hả Cưng? Anh Giang có gì lát cho em về rồi anh tiếng luật nha. Không, không, ở đây không có chuyện mà anh Giang cho phép về. Ở đây anh Giang không có quyền lực gì đây nha Cưng nha. Sao chị dạ sợ Hà Thu quá vậy? Thôi mấy cái vụ gì nó lạy lẽ lắm. Không sao, đừng làm thì bé nó buồn phiền. Chúng ta sẽ đến với Only Sing. Chào tất cả mọi người và rất là vui khi ngày hôm nay là đầu tiên có mặt tại bảy nụ trên xuân. Không biết là lát nữa mình có chơi game gì nữa dơ bẩn không mà mình chơi dơ bẩn nè. Anh Lục nói với em là em có sợ dơ không? Em sợ là chương trình này nó có gì dơ bẩn em phải nói trước. Chương trình mình có cái gì dơ bẩn không anh Giang? Anh Lục, chương trình mình có gì dơ bẩn anh Lục? Tụi anh là không có gì dơ ngoài là bị giả không? Bị giả không? Tụi anh nói gì vậy anh Lục? Với một người đã có nhiều bài hit trên mạng xã hội, trên các nền tảng âm nhạc, thì nếu như được lời mời viết một bài hát cho Đinh Y Lan Ngọc thì mình có nhận lời không? Ủa, không anh có là không biết gì hết. Vậy là anh không biết gì hết. Em với Ngọc đã từng quay chung MV làm một bài hát rất hay. Bài gì? Hát gì Ngọc giới thiệu luôn với em. Hát luôn cho cả nhà đây nghe luôn. Bài gì ta? Trời ơi. Với anh Lực có nghe cái ca khúc mà Vì Mẹ Rất Chia Tay mới nhất mà Bolero không? Biết. Cũng là anh Lan Ngọc. Em sáng tác và Lan Ngọc hát trong vòng có một chưa tới nửa tiếng đồng hồ để về rồi. Và cái câu hay nhất trong cái bài hát đó thành viral luôn. Ngọc hát cái thử khúc đó cho hát đi em. Thôi. Em hát. Hát đi. Rồi như con dâu vậy trời. Rồi rồi. Từ nha. Rồi rồi. Hoa nào có đôi có cặp thì về với nhau. Hoa nào riêng lẻ thì về với nhau. Phải đến lúc tiết lộ với tính thật của mình rồi. Đúng như vậy. Chúng tôi đã chịu đựng anh quá lâu rồi. Sợi dây hồng. Anh phải trừng phạt. Sợi dây hồng. Thôi để dừng lại đây. Đây, chúng ta bắt đầu sẽ tháo nha. Lấy được một cặp hoa thì về chung với nhau. Anh lấy được một hoa lẻ thì về chung với nhau. Ok. À, hiểu vấn đề. Anh hò quá. Mà thua người ta đâu không nói, tại vì nói vô tri là thua là đúng rồi chị. Ủa em, đây em có hình phạt thôi, không ai nói cho em. Anh chưa chơi em nắm chắc phần thua vậy. Em chưa cho mình một con đường lùi, còn mình thắng thì nó vô tri thắng rồi mọi người ơi. Thôi bây giờ cũng khó khăn lắm rồi, bây giờ bên đội mình đổi tên đi ạ. Anh Alice, anh thích tên gì? Xong lấy thêm bông hồng. Trời, bông hồng đúng không? Ở trường mỗi ngày con đường học nhiều điều mới lạ. Nhưng có ngày đề cá yếu khiến con bỏ lỡ bài học hay. Bệnh tật ngăn con học hỏi những điều mới. Đã có Ruby với hàng tỷ chiến binh lợi khuẩn từ châu Âu giúp tăng đề kháng, chắn lo bệnh tật để con không bỏ lỡ khoảnh khắc học hỏi tuyệt vời nào. Có đi học đều là nhờ Ruby đó, tặng cậu nè. Quý sĩ Ruby đề kháng mạnh mẽ, học hỏi. Cần sự phối hợp đồng đội, hai đội sẽ chơi cùng lúc luôn, sẽ có hai người cầm hai đầu dây, cầm ngang chỗ mà người ta làm dấu, rồi đó tự bút nước đổ đây hay ít tùy mình lựa chọn, rồi mình đi xích sắt rồi xong bước qua đây, chui qua đây đổ nước vào cái thau kia rồi đi ngược lại. Anh Lượt giúp cái này coi. Từ từ anh đi ra còn khó mà cưng. Thêm giúp anh Lượt thêm nước. Phát hiện giờ đó mà đúng rồi.
nhiều lên, anh vịn hai bên dây nè. Đi đi đi, thưa Á Hậu ơi. Lên cho anh nằm xuống cái gì vậy? Rồi, anh nằm dưới đất được không? Đi đi đi, đừng đừng đừng. Anh vặt hai dây ra, người trước người sau là được. Đúng rồi, đi đi đi. Cảm ơn Giang nha. Em nói chứ em làm bộ cho chị Phương hả? Làm bộ cho nail à? Em có cái sticker mà nhiều màu á. Cái gì màu không? Kiểu như riêng mà nhiều màu á. Cô không biết hả? Ờ, em làm bộ nó cũng đẹp. Gì? Cắm vô lại, cắm vô lại.
Chị. Như thế mà ngừng quá hả? Có hả? Chị làm chế. Như làm cái. Mua cả. Chị làm chế. Trời ơi, nó rung luôn cái video. Ngọc nha. Hả? Rung luôn cái video. Để chạy. Sống lạc quan lên. Kìa chưa? Thank you.
long lại kìa chị là đúng rồi đó. Trả đem với chị là đúng rồi đó.